ở đầu mình tìm hiểu về nó. Sau này mình quen ha, quen mình lựa chọn cái màu đó, có thể người ta hỏi gì màu nóng hay màu lạnh gì đó, mình ít nhất mình phải nắm được những cái màu sắc trong vấn đề cuộc sống. Thì cái này ôn lại thôi ha, tại vì màu sắc mình cũng đã học từ nhỏ rồi, cho nên là trong hội họa từ cái thời đầu đi học rồi, cái này mình ôn lại thôi đó, ôn lại cái phần màu sắc này. Rồi ở trong cái màu sắc á, ngày xưa màu sắc nguyên thủy á, thì nó chỉ có ba cái màu thôi, ba màu chính đó, ba màu chính ha, là màu vàng nè, màu đỏ, xanh lam, là ba màu nguyên thủy ha. Đó thì sau này trong hội họa thường người ta sẽ sử dụng ba màu này chính á, người ta pha ra. Rồi thời kỳ sau này á là người ta sẽ phát triển thêm ba loại màu trong nghệ thuật truyền hình, truyền thông, in ấn đó, là nó sẽ có những cái màu khác nhau đó. Thì cái màu nó có thêm là màu màu xanh đây, in nón ha, in nón này nè, thì nó có màu đỏ nè, màu vàng cánh sen ở mangan, màu đỏ là hồng cánh sen á, mình cái mangan á, màu vàng với lại màu xanh biếc, xanh rayon ha. Còn ba cái màu kia á, thì mình thấy có màu đỏ, màu xanh và màu vàng là ba cái màu. Còn ở đây là màu mọi người có thấy màn hình không? Thấy anh này. Thấy không? Rồi. Rồi ở trong đây ha, nó sẽ có những cái màu khác nhau nè, chỉ có thêm cái màu. Đó, có thêm cái màu gọi là màu mangan này nè, nó là một cuộc cách mạng. Từ cái màu này nó ra rất là nhiều màu. Ha. Nó ra rất là nhiều màu khi mà lựa chọn cái màu này. Bây giờ nó có thêm cái này. Đó, nó đa dạng hơn. Thì từ những cái màu này nó sẽ pha ra ha, đây là màu cấp 1. Đây là màu cấp 1 thôi. Từ những cái màu cấp 1 này nó sẽ pha ra màu cấp 2. Đó. Màu cấp 2 ha, ví dụ như là màu cam nè thì nó pha ra là vàng chanh. Đó, ý là đỏ. Màu tím thì đỏ với xanh lam. Đó, màu lục thì xanh lam với vàng chanh. Thì nó sẽ ra những cái màu cấp 2. Đó, màu bậc 2 ha, màu bậc 2. Đây, màu bậc 1 nè, màu bậc 1, 1, 2, 3. Đó, thì nó cộng lại ha, nó nằm giữa những cái này. Nó sẽ ra bậc 2. Đó, nó sẽ ra bậc 2 cho nó. Nó ra bậc 2 nè. Rồi, từ cái màu bậc 2 này nó sẽ ra màu bậc 3. Ha, màu bậc 3. Từ cái màu bậc 3 này sẽ ra màu bậc 4. Đó, 1, 2, 3, 4. Đó, uống màu như thế này. Đó. Đây, ha, uống màu của nó, xanh rayon, vàng, cái này mangan, xanh rayon này. Nó pha ra thì nó mới có cái bảng màu tươi được, nhưng màu tím này các bạn pha nó không có rồi đó. Rất khó. Thực tế nha, các bạn phải kiếm cái màu mangan nè. Pha thì nó mới ra được cái màu này. Đó, màu này là màu trong mỹ thuật nè, màu này là màu trong phú quang, màu này trong in nắng đó, nó ra. Còn cái này ha, 70% là cái phần pha với lại cái độ màu đen hoặc là màu trắng. Ví dụ ở đây nó sang màu đen là 70%, 30% nè, những cái màu nhạt hơn. À, sắc độ nó sẽ khác nhau. Thì trong in nóng hay là trong vấn đề nghệ thuật là nó quan đến sắc độ lắm. Sắc độ là cái quan trọng nhất của mình. Ví dụ các bạn khi các bạn lấy một cái hình đó, các bạn để nó về trắng đen, một cái logo hay là một cái banner nó để về trắng đen, thì mình sẽ thấy được cái sắc độ của cái banner nó có rõ nét hay không, chỗ nào nó còn nhấn mạnh. Tại cái gam màu này nó có liên quan đến sắc độ nữa. Nên khi mình còn nhấn nhấn mạnh cái mảng đó, tập trung vô cái mảng đó thì người ta
tự động người ta giảm màu hay là tăng màu dựa trên cái này. Nên khi mình thiết kế cái banner, mình sẽ đưa nó về mảng trắng đen để xem thử là nó sắc độ nó có đúng hay không, người ta đang nhấn ở ở cái mảng nào đó. Rồi dưới đây thì mình sẽ quan tâm đến cái màu nóng và màu lạnh ha. Thì nó sẽ phân chia đó, cái vùng bên đây là một màu nóng nè, ở đây là vùng màu lạnh nè, nó quan trọng lắm nha. Cái chủ nhà kêu bây giờ cái nhà tôi nóng quá, giờ tôi muốn sơn màu mát đi, mình quất cái màu gam nóng vô là thua rồi đó. À, là nó không đúng, nên mình phải nắm được à chỗ nào gam màu lạnh như thế nào, mà gam là nóng như thế nào. Thì đây nó có hai cái gam màu 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 nóng nè, màu lạnh nè, à, nằm hai bên ha. Còn đây là vòng tròn về sắc độ nhá, tròn tròn sắc độ với nó. Thì ở đây ha, dưới đây gam màu nóng nha, gam màu lạnh nè. Ở đây nó sẽ có những cái màu gọi là màu tương phản ha, tương phản trong hội họa. Thì những cái màu tương phản với nhau người ta đề xuất nè, thường là những màu nó đối nghịch với nhau ha, những cái màu đối nghịch đó, những màu đối nghịch. Ví dụ trong cái vòng tròn á, các bạn sẽ xem thử nó đối nghịch với nhau nè. Ví dụ vàng với giờ đỏ với lại xanh, đỏ với lại xanh lọc chuối nè, đúng không? Đó, đỏ với lại xanh lọc chuối. Đỏ với xanh lọc chuối nè. Rồi vàng với lại tím nè, xanh với lại xanh chuyển đổi ha. Hai cái màu này nó tương phản với nhau nè, xanh đỏ vàng, thì thường là nó nằm ở trên cái vòng tròn á và nó đối xứng với nhau, thì mình sẽ biết được à cái nào là nó tương phản với nhau ha. Màu này với màu này, màu xanh lọc chuối với lại màu xanh xanh này, màu xanh lọc chuối với màu màu tím đó, màu tím như thế này, hoặc là màu đỏ với lại màu xanh lá cây đó, hoặc là màu cam với lại xanh lam đó, thì nó sẽ đối xứng với nhau ha. Đối xứng với nhau mà bậc ba thì nó sẽ trộn lẫn hai màu kia, hai màu bậc hao lại để nó ra được cái màu đó, màu mà bậc thứ ba, màu bậc bốn đó, màu bậc năm. Cho nên khi mà các bạn mà sử dụng cái màu cho trẻ em á, thì thường người ta lấy những cái màu nó màu cấp độ thứ một hoặc thứ hai, tại vì màu sắc con nít nhiều khi nó sử dụng cái màu nó chưa được hết, cho nó chỉ cảm nhận cái màu đỏ, màu màu vàng, màu xanh, thì thật sự nó sẽ hiệu quả hơn đó. Gam màu lạnh ha, gam màu nóng thì nãy mình có ghi rồi đó, màu tương phản, sắc độ tương phản ha. Rồi đó, sơ lược về cái màu sắc. Mọi người có hỏi gì không, hỏi về màu sắc này không, thì xíu nữa mình sẽ làm một cái bài tập nhỏ nhỏ ha. Thì cái này ôn lại thôi, ôn lại với những cái kiến thức mà xưa mình học, cũng học lớp 1 bây giờ rồi, thì bây giờ đi lên đại học thì mình cũng ôn lại chút thôi. Chỉ có không có điều là cái khóa của mình không có cái môn hội họa ha, hội họa đó, nhưng mà mình sẽ có thay thế đó, mình sẽ ôn cái màu sắc, là sẽ làm một cái bài test.
Thì bây giờ mình sẽ gửi cái test ha, gửi cái bài test này lên trên cái nhóm group của mình, các bạn đánh dấu ha, đánh dấu trên cái tài liệu đó, các bạn sẽ tìm hiểu và các bạn đánh dấu gửi lời bài, được chưa? Làm bài tập ha, tập và gửi lại. Đó, làm bài tập và gửi lại ha. Rồi về cái phần màu sắc á thì mình sẽ làm bài tập nhỏ đó để xem thử coi mình nắm đến đâu, bạn nào chưa nắm được thì sẽ ha, sẽ ôn lại để hiểu rõ hơn. Rồi những cái niệm về những cái tỷ lệ thị giác nè, thì ở đây nó có những cái đường ha, những cái đường nước vẽ thì nó những đường đất lẻ nó liên quan đến những cái công trình của mình. Ví dụ các bạn vẽ những cái công trình thiên về những cái bệnh viện đi ha, thì những đường nét của nó sẽ có những cái đường thẳng và đường ngang đó, đường đứng nè và đường nằm nè, đó là tượng trưng cho những cái bình yên. Thì đa phần người ta làm những cái công trình thiên về bệnh viện á, thì nó an tâm hơn, nên người ta đi thì những cái khối thường là khối đứng hoặc là khối ngang ha, rất là bình vững, nên để hiện cái sự an toàn hơn, chứ nó không có phải những đường chéo. Ví dụ đường chéo là để các bạn vẽ những cái công trình mang tính chất gọi là nó nhộn nhịp hơn, ví dụ bar chẳng hạn, hoặc là những cái club, hoặc là những cái giải trí ha, những cái khu cho giải trí thì các bạn có thể sử dụng karaoke gì đó, các bạn có thể sử dụng những cái đường chéo này nè ha, mạnh mẽ và nhanh hơn, nó sẽ giúp cho các bạn cái công trình của bạn nó tạo ra nhiều cái năng động hơn. Thì cái đường nét nó quan trọng lắm ha, các bạn thiết kế cũng vậy, hình khối đường nét. Thì đây mình học về những cái đường nét thôi, tương đối ha, để mình biết những cái vòng xoáy này thì nó sẽ tạo ra cái sự tập trung hơn đó, tạo ra một cái điểm nhấn tập trung. Cái này nó sẽ tạo ra cái sự nhẹ nhàng ha, lượng sóng như thế này nó tạo ra cái sự nhẹ nhàng. Những cái nét nằm ngang ha, nhìn thấy nó sẽ bình yên hơn. Thẳng đứng thì thấy sự vững chắc ha. Đó, xuyên ha, uyển chuyển và năng động. Cái sự tập trung, những đường cong này nè tạo ra cái sự tập trung, tập trung cho mình ha, những đường zip chắc. Rồi đó là những cái đường nét ha, các bạn khi các bạn tham khảo những cái đường nét này, các bạn có thể thiết kế những công trình của mình dựa theo cái những cái đường nét đó. Rồi cái phần tỷ lệ ha, bố cục và tỷ lệ thì cái này nó khó lắm, cái này nó tương đối là rất là khó, này các bạn đi vào công trình các bạn làm thực tế nó mới sửa được, sửa nó sẽ tốt hơn. Thì đây mình sẽ có một vài cái này, cái đây nó có nhiều cái bố cục ha, trong đây rất là nhiều bố cục, thì mình sẽ nắm từng cái trong vấn đề về học. Ví dụ đây sự cân bằng nè, đó sự cân bằng thì nó có cân bằng tuyệt đối và cân bằng bất tập trung ha. Đây sự cân bằng nè, nhìn thấy cái hình này các bạn thấy sự cân bằng trong đây, ở đây là nó sẽ cân đối. Ví dụ ở đây mình vẽ ha, vẽ ra một cái ví dụ đây là một cái cán cân, được chưa? Thì cái sự cân bằng ở trên đây, ví dụ ở đây nó có một cái khối, đó nó sẽ có hai khối như thế này, ví dụ nó cân bằng như thế này ha, và nó có một cái cán cân ở giữa. Đó, nó có một cán cân ở giữa thế này thì nó có sự cân bằng, được chưa? Ở đây là một cái trung tâm
Ủa thầy ơi, thầy vẽ đâu ta? Em không thấy gì Ồ à? không thấy hả? Vậy là đang xem hình Vẫn chỗ thấy khác cái màn hình của Word á. à, vậy đó Ở hả. Word hay PDF này? Rồi để mình share ha, share cái Thầy share mỗi cái link màn hình PDF. đây được chưa. Đây ở đây ví dụ Nhưng đây là mà một cái cán bạn cân, mình đang đề cập đến cái phần về cái sự bố cục nè, bố cục cân bằng được chưa, tỷ lệ cân bằng đó, cân bằng nhìn thấy cái này ha, cái này vẫn là cái sự cân bằng nè, thì mình sẽ giải thích dựa trên cái hình của mình dễ hơn. Ví dụ ở đây là mình sẽ có cái cán cân được chưa, cân giữa hai cái cục này, thì hai cái này nó sẽ là bằng nhau cho nên nó đang đều, nó đang đối xứng với nhau hiểu không, đó nó đang đối xứng với nhau. Bây giờ mình sẽ có một cái trường hợp khác cũng là sự cân bằng, ví dụ như cân bằng đó, ví dụ mình vẽ cái cán cân nó nằm rồi mình vẽ một cái khối, ví dụ cái khối nó nằm ở đây đi ha, cái khối nó nằm ở đây, cái khối nó nằm ở đây là cái khối nó lớn như thế này được chưa. Đó hồi nãy là nãy nó đều nhau đúng không, bây giờ cái trường hợp thứ hai thì nó sẽ có những cái khối nhỏ như thế này, nó nằm ở xa hơn đó, nó nằm ở xa hơn nhưng mà nó tạo ra hai cái khối nhỏ được chưa, nó cũng là sự cân bằng. Cái này nó càng về gần, cái khối này càng to càng về gần đó thì nó có xu hướng nó sẽ cân bằng nha, nó cân bằng hai cái khối nhỏ ở phía xa cái cân hơn. Ở đây cái tim nó nằm đây nè, thấy không, đây là cũng là một sự cân bằng được chưa, một sự cân bằng cho cái cán cân. Ở đây nó nặng hơn nè, ở đây nặng gần, ở đây thì ở đây nó xa, ở đây nó sẽ có cái trọng tải nó sẽ nặng hơn tại cánh tay đòn mà, càng xa nó càng ấy hơn. Thì trong bố cục nó cũng vậy thôi, y chang vậy thôi, thì cái khối lớn như thế này nó sẽ cân đối một cái khối nhỏ ở cái viền góc này như thế này nè ha, đó một cái khối, những cái khối lớn này nó sẽ cân đối bằng cái khối nhỏ ở đây, ở đây là một cái cán cân, ở đây là một cái cán cân và mình sẽ có cái khối nhỏ nó cân bằng ở bên đây chưa. Còn cái loại đối xứng này thì không nói rồi, ở đây nó có cái loại đối xứng này thì bên đây nó sẽ có đối xứng nó cân bằng với nhau ha, tạo ra cái sự đối xứng. Thì trong thiết kế khi nào mình tạo ra những cái khối đối xứng như thế này thì mình sẽ đặt những cái nội thất nó sẽ đối xứng, ví dụ trong cái khối nhà cổ điển đó thì thường các bạn thường thấy cái đối xứng với nhau ha, đối xứng giữa hai cái cột với nhau, đối xứng giữa mái với nhau, thì trong nội thất các bạn cũng phải sử dụng những cái chuyện đối xứng cho nó trong cái không gian của nó thì nó mới hợp lý à, các bạn hiểu không. Cho nên ở đây cũng vậy, ứng dụng trong GraphX này cũng vậy, nó cũng sẽ tạo ra những cái đối xứng ha. Nghiên cứu thêm ở đây có sự đối xứng nè, cân bằng nè, ba cái khối nhỏ này cân bằng với một cái khối lớn nè đó, hoặc là hai cái khối này cái cân bằng với cái này, thì các bạn nghiên cứu thêm ha, nghiên cứu thêm về cái tỷ lệ cân bằng này nó rất là hay, ứng dụng cho nhiều thứ. Rồi cái sự phân cấp này cũng vậy, cấp thì đi từ cái lớn cái bé thôi, tính lặp đi lặp lại à, tính lặp đi lặp lại cũng rất là hay ha. Cái này là thiết kế theo chủ đề, ví dụ đây có một cái công trình đi ha, đó nó đi theo cái hình chắc như thế này, thì khi mà trong nội thất ha nó cũng đi như thế này luôn đó, nó đi cái bàn y như cái khối trên luôn, cái trên này cũng đi theo khối luôn được chưa. Thì cái này nó tạo cho mình một cái sự lặp đi lặp lại những cái chủ đề thiết kế nó rất là ok. Ví dụ như cái hàng rào cũng vậy nè, nó cũng sẽ lặp đi lặp lại nhưng mà cái sự lặp đi lặp lại của nó không buồn chán. Giống như một cái trên cái hình trên đây nó có năm hình vuông, nó lặp đi lặp lại thì nó tạo ra sự buồn chán. Nhưng nếu ở dưới đây nè, nó tạo ra những cái lặp đi lặp lại mà nó không, nó cũng là hình vuông luôn nhưng mà nó lặp đi lặp lại theo kiểu là cách điệu đi, thì nó tạo ra cái sự sáng tạo ha, sự vui nhộn sáng tạo không buồn chán. Được chưa? Thì ở trong công trình người ta áp dụng, người ta thiết kế này cũng vậy thôi, sự lặp đi lặp lại. Ví dụ như đây nó có hình 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 tam giác nè, hình lục giác thì cái kính của nó cũng vậy ha, cái nền nó cũng vậy, ở đây cũng vậy, nó đi cái đường xéo thì sau này nó cũng đi đường xéo, tất cả đi xéo hết đó, chứ nó không đi sự cân bằng ha. Lặp đi lặp lại nó rất là nhiều ảnh hưởng trong cái vấn đề thiết kế được chưa, lặp đi lặp lại nè
Rồi sự tương phản ha, tương phản thì các bạn có thể tương phản về màu sắc nè, trong thiết kế cũng được, hai màu tương phản với nhau, sử dụng những gam màu tương phản ha, xanh lục chuối với lại hồng cánh sen, hoặc là màu cam với lại màu xanh lam, đen với lại trắng ha. Đó là sự tương phản, tính độc lập ha, tính độc lập. Đó, ví dụ tính độc lập là sao, có nghĩa là ở đây khi các bạn vẽ một cái đối tượng này nó trở nên rời rạc ha. Ví dụ các bạn vẽ những cái khối, những cái khối này, những cái đường này nó trở nên rời rạc đúng không? Đó, nó trở nên rời rạc. Nhưng ví dụ các bạn đặt một cái thỏi 500 ở đây, nó hút về ha, một thỏi 500 nó hút những cái đường này về với nhau thì nó tạo ra cái tính gọi là trọng tâm, nó có sự sức hút. Ví dụ đây nó có đặt 500 ở đây đi. Đó. Thì ví dụ cái đường này nó không còn gọi là nó độc lập nữa mà nó sẽ đi, nó sẽ hướng về, nó hướng về một cái nơi nào đó ha. Và người ta sẽ tạo ra cái sự chú tâm, sự chú tâm cho cái trọng điểm trong cái công trình, được chưa, tạo ra cái điểm nhấn. Đó, cái này nó sự sắp xếp nè, mấy cái này nó bắt đầu nó sắp xếp, sắp xếp với nhau, sự đồng nhất ha. Đồng nhất thì các bạn cũng tạo ra cái sự đồng nhất vậy đó, mình đồng nhất về màu sắc, về chất liệu, tất cả nên sử dụng chất liệu giống nhau, sự đồng nhất nó tạo ra cái không gian nó sẽ tốt hơn. Ví dụ cái nội thất cổ điển thì dùng cổ điển đó, thì màu sắc với gam màu như thế nào đó mình dùng những cái gì tương tự thì có sự đồng nhất trong đó, chưa. Rồi hôm nay mình sẽ có một cái bài, đây là bài quan trọng nhất là tỷ lệ vàng ha. Những cái bố cục kia thì các bạn tìm hiểu thêm, được chưa, về sự đồng nhất, vừa phân cấp, vừa mà về tương phản, điểm nhấn, rồi lặp đi lặp lại ha, và trọng tâm công trình, công bằng ha, sự công bằng trong công trình. Thì đây là những cái mà nó thuộc về tỷ lệ bố cục mà mình cần nghiên cứu thêm, được chưa. Thấy về cái bài này mình soạn vẫn chưa kỹ lắm, nếu mà kỹ mà đi sâu hơn nữa thì nó cái này nó dạy chắc cũng phải 5-6 tiết á, nó còn kỹ hơn nữa nha. Cái môn bộ môn này ngay cả trong trường đại học cũng vậy đó, người ta dạy cũng không có kỹ lắm, thực sự dạy cũng không có đi sâu lắm về vấn đề này, nó thuộc nó gọi là những cái ông giáo sư rồi, giáo sư tiến sĩ người ta dạy về cái môn này, nó nghiên cứu cái độ sâu nó rất là lớn, như là những nhà nghệ thuật nổi tiếng á, thì người ta nghiên cứu và nó nhiều hơn, sâu hơn. Thì cái bài giảng của mình hôm nay nó cũng là chưa có sâu lắm, thì các bạn nên tìm hiểu thêm ha, về cái bài giảng này. Thì mình dạy thì cứ theo năm này qua năm khác mình sẽ soạn bài, mình thấy cái nào hay mình đưa vào, bắt đầu mình sẽ update lên để cho cái bài giảng nó hay hơn ha. Các bạn có thể cập nhật thêm những phiên bản sau này, mình sẽ update lên, đi sâu vào từng cái hạng mục để nói rõ hơn những cái này. Thì các bạn chỉ cần nghiên cứu một cái thôi là đủ sâu này, chứ không phải là lúc nào các bạn cũng kết hợp hết, cũng cả vấn đề đó. Đây, ở đây nó có một cái chủ đề thứ bảy là chủ đề tỷ lệ vàng. Thì ở đây mình có đưa ra cái bài tỷ lệ vàng để cho các bạn làm bài tập nhỏ nhỏ ha. Nãy là màu sắc rồi, các bạn làm bài tập màu sắc gửi lại cho mình, rồi về là làm thêm cái bài tập tỷ lệ vàng nữa. Tỷ lệ vàng là một cái điều cực kỳ quan trọng nha, cực kỳ quan trọng. Tỷ lệ vàng trong kiến trúc đó ha, tất cả những công trình nè nó làm theo tỷ lệ vàng nè, rất là đẹp. Thì hôm nay mình sẽ đi vào tỷ lệ vàng đó. Ở trong đây nó có tỷ lệ nè, a cộng b ha, a cộng b chia cho a là nó sẽ bằng ha, nó sẽ bằng là b chia cho a lấy số nhỏ. Bị rất màn hình rồi á anh ơi, gì lại mất nữa hả? Nó bị rất màn hình, được chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, anh thấy nè, thấy được không? Vâng. Rồi a cộng b chia a phải bằng a chia b chứ, a cộng b chia a nè,
xấp xỉ là 1,6 Là bằng 1,8 A chia B chứ ngược hả? nữa. Ừ, đúng rồi. A chia B chứ. A chia B. Rồi. Thì cái A chia B này nè. A cộng B ha, A cộng B chia A thì nó ra là 1,618. Đó, thì cái cạnh này ha, cạnh này thì trong cái vấn đề về cuộc sống nó rất là nhiều thứ, ví dụ như là cái hình này nó tạo ra một cái xoắn ốc của một cái vỏ ốc á ha, thì mà lấy diện tích lớn thì chia cho diện tích bên đây cũng ra được là 1,618, nãy ra cái chuỗi cái tỷ lệ vàng này. Nên khi các bạn vẽ, các bạn tham khảo tất cả các hình trong trong cuộc sống á, thì cái nào thuộc về cái tỷ lệ này thì nó sẽ đẹp hơn đó. Rồi ở đây nó cũng sẽ ứng dụng trong cái chụp hình nè, nó tạo ra 4 điểm vàng trong đây. Thì khi mình chụp ha, mình chụp hình hay là mình phối cảnh á, thì những cái điểm nhấn ở một cái điểm này nè chính là những cái điểm vàng. Cho nên khi mình chụp hay là mình tạo ra những cái điểm nhấn ở trên 4 cái vùng này thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, nó ứng dụng nhiều ha, ví dụ trong cái tam giác trong cái hình ông sao nè. Đó, hình tam giác nè. Rồi hình ở đây. Đây hình xoắn ốc ha. Ở trong hình xoắn ốc này nó sẽ có, khi mình vẽ cái phần hình tam giác này nè. Đó, thì mình sẽ vẽ dọc xuống đây nha, vẽ hình tam giác xong bắt đầu các bạn vẽ dọc xuống. Đó, các bạn vẽ hình tam giác xong các bạn vẽ dọc xuống nè. Rồi các bạn lấy đường chéo của đường dọc này nè, các bạn vẽ một cái cung tròn. Thì nó sẽ ra cái cung tròn này, được chưa? Thì nó sẽ ra một cái hình chữ nhật. Đây là hình chữ nhật đẹp. Thì cái tất cả những cái đồ dùng của mình, từ điện thoại cho đến tất cả mọi thứ trong cuộc sống, thì người ta sẽ lấy cái ứng dụng cái số này để người ta thiết kế nha. Nó sẽ đẹp hơn. Thì trong kiến trúc cũng vậy ha. Kiến trúc thì nó đây, trong kiến trúc ha thì nó cũng chia tỷ lệ vàng này. Đó. Nó cũng chia tỷ lệ vàng ha, tỷ lệ vàng cho nó. Đây, bây giờ cái zoom này nó bị cái là nó bị out ha, out ra ngoài. Nên xài trong vòng 40 phút là bắt đầu nó sẽ out. Đó, thì mình nói nhanh sơ về cái này ha. Thì đây là tỷ lệ vàng, khi các bạn vẽ đường chéo ha, chéo xuống nè. Các bạn vẽ đường cong xuống thì nó sẽ ra được cái hình chữ nhật, tỷ lệ vàng của nó. Thì tỷ lệ của những cái ô nhỏ này nè, nó sẽ tỷ lệ với lại cái hình chữ nhật lớn như thế này. Nó cũng sẽ tạo ra cho mình một cái nhịp điệu của cái công trình tốt hơn. Rồi. Từ cái thiết kế logo cũng vậy ha, người ta cũng thiết kế từ dựa trên những cái tỷ lệ vàng này. Tỷ lệ vàng này thì học năm lớp 11 rồi. Bạn có thể hiện nay là đưa vào sách lớp 11 để học rồi đó. Nó có một cái chuỗi số ha, chuỗi số gọi là Fibonacci nè. Chỉ số này rất là hay. Thì chỉ số này chính là cái gì? Chỉ số này có nghĩa là các bạn cộng cho nó, ví dụ số 1 cộng cho số 2. Đó, bằng số 3. Số 3 này cộng cho số 2 này sẽ bằng số 5. Số 5 này cộng cho số 3 này sẽ là số 8. Số 8 cộng số 5 này sẽ bằng 13. Đó, thì các bạn lấy cái số 13 này chia cho số 8 và chia 5 chia 3 thì nó sẽ ra xấp xỉ, nó đi dần cái con số là 1,618. Đó, cái chuỗi số này cũng chính là cái chuỗi số này không phải tỷ lệ vàng ha, nó là chuỗi số này. Nhưng mà nó cũng sẽ đi dần vào cái con số tỷ lệ đẹp này. Cho nên trong cuộc sống mình sẽ cũng sẽ lấy dựa trên cái con số đó. Cho nên các bạn lấy thường cái cạnh của nó là 2 đi, à, cạnh nó là 2. Cạnh nó thì 3 thì ở đây mình sẽ lấy là 2, được chưa? Còn cạnh này thằng này lấy 5 nè. Thì thằng này lấy 3. Đó, cái chuỗi số của nó gì đó. Lấy cái số này càng lớn thì nó càng đi dần vào số 1,618. Được chưa? Cũng là một tỷ số tỷ lệ vàng. Nhưng cái chuỗi số này thì càng đi về sau nó mới cái con số đẹp được. Cho nên thường chuỗi số này khác nha, nó không phải là tỷ lệ vàng, nhưng mà nó cái con số cuối cùng mà cộng trung bình của nó thì nó đi dần cái con số này nè. Đó, người ta theo nghiên cứu đó. Cho nên khi mình lấy cái cạnh là 5 3 là cho nó dễ. Thì lúc đó ngồi bấm máy tính thì thằng này chia này ra
1.618 nữa đi, nó lâu lắm. Các bạn cứ lấy cho mình cái dòng đó, ví dụ các bạn vẽ diễn họa cây hay cái gì đó. Alo, vẫn còn hoạt động chứ, vẫn còn nghe nhá. Dạ, tại vì vẫn đang nghe. Tại vì cái Zoom này nó trong cho 40 phút là nó ngắt á. À, mọi Sao người thầy dùng Google Meet ấy, nó không bị giới à, hạn? thì nó sẽ tí nữa nó sẽ ngắt á. Thì ở đây ha, mình sẽ ứng dụng một cái bài để mình thiết kế cho nó về cái tỷ lệ vàng này. Các bạn về làm bài tập cho mình, đó là các bạn thiết kế một cái logo, logo dựa trên cái tỷ lệ vàng này để thiết kế. Ví dụ logo nó cái cạnh bao nhiêu đó thì các bạn hãy lấy cái tỷ lệ vàng. Ở trong cái tỷ lệ vàng này có những cái ký hiệu về cái logo ha. Ví dụ logo này thì cái logo này nó sẽ đảm bảo cho mình bốn yếu tố. Thứ nhất là tỷ lệ vàng, bài này quan trọng chưa. Cái thứ hai đảm bảo yếu tố là nói lên cái ngành nghề các bạn đang làm sau này. Ví dụ chữ Petrolimex ở ngoài người ta thiết kế đó thì nó có hình mỏ dầu nè, và nó có hình giọt dầu nó phủ xuống nè, thì nó thể hiện được tên thương hiệu, tên thương hiệu và cái ngành nghề, tên thương hiệu và ngành nghề cho nó. Và cái thứ tư nó phải thật sự đơn giản nha, đơn giản đừng có quá phức tạp, tại người ta chỉ cần một phút hay là một cái nhìn đầu tiên người ta đã nhớ được rồi, chứ đừng có quá phức tạp. Logo đừng quá phức tạp nha, người ta đi vào đơn giản hết để người ta dễ nhớ cái logo hơn. Được chưa? Cho nên bài ở đây á là mình muốn là các bạn về thiết kế cho mình một cái logo dựa trên cái tỷ lệ vàng này, nghiên cứu sâu nó hơn nha. Thiết kế bằng gì cũng được, miễn là nó ra được cái tỷ lệ vàng này đó. Và tỷ lệ vàng này nó phải đáp ứng được bốn cái. Thứ nhất là tỷ lệ, cái thứ hai là mình phải có cái sự đơn giản, cái thứ ba là thể hiện cái sự ngành nghề hôm nay ha, mình làm nghề gì, làm nghề gì, ký hiệu, ký hiệu tên thương hiệu của mình nữa, bốn cái ha. Được chưa? Đây là bài tập nhỏ về nhà làm ha, nạp nó lại, mọi người nạp cho mình cái bài này nha. Ở đây là một cái chương trình đào tạo thu nhỏ ở trường đại học, ở trường đại học mình cũng đã làm cái này và thầy cũng đã dạy cho cái cách để mà thiết kế logo. Học kiến trúc học nhiều lắm, học cả thiết kế logo nữa, dựa trên tỷ lệ vàng đó thì cũng đã từng học ở trong trường. Thì ở đây là một cái bài tập nhỏ nhỏ để giúp cho các bạn có thể làm đồ án tốt hơn đó về cái tỷ lệ vàng này. Đây là bài tập về màu sắc và tỷ lệ vàng ha. Còn mấy cái tỷ lệ này mình mới có nhắc đó, các bạn nghiên cứu thêm trong quá trình làm bài tập, phải làm bài tập nó mới hiểu được, nó học lý thuyết không thì nó không ứng dụng được đâu. Rồi vậy nha, hôm nay mình kết thúc bài đây.